Giáo như Tô Thái một xin chào tất cả các bác nhá. Đây lại vừa hoàn thiện xong cái lô dao phay nhíp các bác nhá. Đấy. Mẫu này là chuyên chặt gà ngan vịt thái được luôn các bác nhá, vừa chặt vừa thái. Này lưỡi 25 26 này, cán 13 12. Sống là dày 3 ly rưỡi 4 ly mỏng về mũi các bác nhá. Mẫu này em bán khá là nhiều rồi, em cũng đã có video lên rồi. Mà lâu quá thì ít quay nên có khi các bác nghĩ là mẫu mới. Mẫu này là chặt gà ngan vịt này, chặt sườn xương sườn này, các bác có thể chặt mẫu này cũng rất nhiều bác là dùng để chặt dừa các bác nhá. Đấy vì mẫu này nó dài, chặt nó 500g, hơn 500g một chút thôi, chặt dừa rất chi là ok nhá các bác nhá. Dao phay cán kẹp chốt 3 đinh. Cái dòng nhíp của em thì nó là thương hiệu rồi các bạn, từ dao chặt xương, dao chặt gà cho đến dao bầu. Đây các bạn nhìn thấy không, cái thân dao ở bên em là đều là đàn rất chi là cẩn thận nha các bạn nhé. Đấy cái phần này thì rất ít gì các bạn đấy, vì được đàn ngụm, được đàn rất chi là nhẵn rồi, nước có dính ở đây nó sẽ trơn không gì. Dùng cái này đến bây giờ là em cũng vẫn quen dùng cái dòng này chặt gà các bác nhé. Nếu mà vì mình không dùng quen dao phở, dùng dao phở thì vẫn chặt được nhưng mà không quen, còn có những bác thì dùng dao phở quen rồi thì không dùng được con này các bác nhé. Mẫu này là những cái mẫu dao phay từ ngày xưa, các bác ngày xưa là hay dùng cái mẫu này, dài dễ chặt. Dao phở bây giờ vuông thì phù hợp với anh em quán ăn nhà hàng. Ok nhá, đấy lại có hàng rồi. Bác nào cần đặt hàng thì cái mẫu dao phay pha này thì các bác alo cho em nhé. Nhíp chặt thì thôi rồi các bạn, siêu sắc bén. Nước tôi thì em tôi lớn lắm, ngay ở cái phần mài trắng này là to hơn cả cái phần này trắng này lan lên tận đây rồi, nên là bây giờ là không nhìn thấy nước tôi các bác nhá. Nước tôi nó rất lớn nên là không nhìn thấy được, thì em tôi lan hẳn lên trên đây. Ok nhá, bác nào cần mẫu dao phay này thì alo cho em nhá. Xin chào tất cả các bác. Phay chặt gà nhíp